37. Tần Tiểu Bạch, làm sao? Có chuyện gì vậy? Nói ra anh đừng có giận nha. Nói đi, nhìn anh giống người vợ nội đó lắm sao? Em được mai mối với một người họ hàng xa, hiện giờ người ấy đang ở trong nhà. Chuyện gì vậy rồi? Mới đi ra mấy ngày mà đã có người muốn đến cướp vợ mình rồi à? Cô ngốc tuyển thanh này được săn đón đến vậy sao? Sau đó thì sao? Em có nói với họ về sự tồn tại của anh không? Em nói rồi, nhưng anh ta không chịu nghe, còn bảo là muốn cạnh tranh công bằng với anh quan trọng, là anh ta còn là người bà con xa của em. Bố mẹ em cũng không tiện mở miệng từ chối hay là đuổi anh ta ra khỏi nhà. Mấy hôm nay em bị anh ta làm phiền chết đi được. Đã nói bao nhiêu lần là em có bạn trai rồi mà anh ta không chịu tin. Lắm tôi không ngờ còn có người mặc dày hơn cả Tàu Tiểu Bạch này, đúng là kỳ lạ. Em họ, em ở đây sao? Cậu bạn trai mà em nói chính là cậu ta sao? Hình như cũng chẳng có gì đặc biệt. Tên này bị ngáo à? Sao nó vô duyên vậy? Xin chào, tôi tên là Lâm, Lâm Tiểu Phi, 28 tuổi, kỹ sư cổ âm cấp 5. Hơn nữa còn có khả năng cao sẽ được cất nhắc lên làm chủ quán của trẻ tuổi nhất. Tiền lương hàng năm sau khi trừ thuế cũng rơi vào khoảng 1,5 triệu. Sau khi nhìn thấy em họ Yến Thanh, tôi đã bị rơi vào vòng xoáy không thể nào thoát ra được. Cái tên này á, sau khi nghe rõ danh tính của mình, chắc là cũng biết khó mà lui. Em họ Yến Thanh, em vẫn còn trẻ người nông dạ, nhưng không sao, anh có thể cạnh tranh công bằng với cậu ta. Vậy mà cái tên này sao mà dày dữ vậy? Sau khi đến chúc Tết đã ở lại đây mấy ngày rồi mà vẫn không chịu bỏ cuộc. Nhưng tôi vẫn không hiểu anh có tư cách gì để cạnh tranh công bằng với tôi. Xét về vế ngồi, hai chúng ta không có gì để so sánh. Cái này chắc anh không phản đối chứ? Người anh em, thế giới này từ lâu đã không còn là cái thời đại coi trọng vế ngồi nữa rồi. Cậu còn gì phải so kè nhan sắc với tôi? Không phải là cái thời đại coi trọng vế ngồi, vậy anh đây dây dưa với tôi hiểu thành là cái quá gì? Nếu không phải là vì thèm thuồng cơ thể cô ấy thì sợ không tìm một người sống như heo mà kết hôn. Dù sao anh cũng không quan trọng với ngồi mà. Tên này miệng lưỡi sao mà độc địa thế? Đó vỏ mồm với tôi à? Đúng là chẳng sống rồi. Ê, cậu đúng là già mồm ác lẽ phải. Ý của tôi không phải là như thế. Vậy ý của anh là gì? Vậy ý của anh là gì? Ý của tôi là con trai phải còn có đạo đức và tài năng. Vậy anh biểu diễn tài nữ của mình để tôi xem, anh có đúng là giỏi giang xuất sắc như anh nói không? Tài năng, một lập trình viên như mình chẳng lẽ lại mang máy tính đến đây để đánh cô đi cho hắn xem. Hiện thân, chắc chắn là bị cái tên lẹo mép này làm mờ mắt rồi. Người trẻ tuổi thùng rỗng câu to cũng chỉ là kẻ vô dụng. Đỡ một cô gái xinh đẹp như Yến Thanh sau này còn phải mâu quần áo rồi mỹ phẩm dưỡng da. Ê, còn phải đi du lịch nước ngồi nữa. Nhưng những cái thứ này không phải là chỉ dựa vào lời nói là có thể hành thành hiện thực. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy đó. Những cái thứ đó em có thể tự mua được không? Hả? Được chứ. Số tiền em kiếm được đủ để mua những thứ đó mà. Em họ Yến Thanh, em nghe xem những cái lời anh ta vừa nói có đáng mặt đàn ông không? Nhưng cái thứ đó có mua được cho em thì sau này em còn trông mong được gì ở cậu ta nữa? Em hỏi Yến Thanh, em nghe xem những lời anh ta vừa nói có đáng mặt đàn ông không? Nhưng cái thứ đó không mua được cho em thì sau này em còn trông mong gì đó ở cậu ta nữa? Thì ra cái tên này đã muốn phô trương sự rồi giàu có chia rẽ bọn mình à? Ở trước mặt tôi khoe tiền của không phải là quá hên hoan rồi sao? Vậy nó rõ luôn, trong nhà anh có mấy trăm triệu. Mấy trăm triệu thì chưa đến, nhưng mấy trăm triệu cũng không có thì anh lấy gì mà hên hoan? Tôi không có mấy trăm triệu, nhưng tôi là kỹ sư cổ âm cấp 15, Captain 5. Biết kỹ sư Captain 5 là gì không? Hơn nữa năm nay tôi cũng có thể được thăng chức lên làm chủ quản á. Tiền lương một năm ít nhất là khoảng 3 triệu. Đấy là còn trừ thuế rồi đó.
Với cả sau này ai dám chắc tôi không có cơ hội trở thành phó giám đốc trẻ tuổi nhất chứ. Trên người hiện giờ không có đến hơn 100 triệu, nhưng đối với tôi mà nói đó không phải là chuyện gì xa vời. Rồi à, anh ta giới thiệu bản thân này đến giờ mất mình thuộc lòng đúng rồi. Ngày đó đến giờ hên hô tuổi đó thì ra cũng chỉ là một nhân viên quyền. Thế mà còn muốn cướp vợ của mình à? Kỹ sư cấp tên năm không biết là gì nhỉ? Nhưng tôi biết tương lai chắc chắn anh không thể trở thành phó giám đốc. Hơn nữa đến cả chức quản cũng khó mà leo lên. Cậu âm là của nhà cậu sao? Cậu âm không phải là của nhà anh ấy. Nhà anh ấy là ông chủ của cậu âm. Em hỏi Yến Thanh, em đánh đùa đúng không? Cậu ta sao có thể là ông chủ của cậu âm? Ông chủ của bọn anh á, họ Trương mà. Sự thật là vậy. Anh họ em đã nói rất rõ từ đầu rồi. Em đây là hoa đã có chủ nên anh hãy từ bỏ đi được không? Cái Yến Thanh nói không sai đâu anh. Ông chủ của anh không còn nữa rồi. Đi nào, về thôi. Tiêu Bạch, anh chuẩn bị làm gì thế? Anh không đuổi anh ta đâu. Lát nữa gọi cho Trương Lỗi bảo anh ta quá là nóng nảy và hên hô. Chỉ hợp làm nhân viên không phù hợp với vị trí quản lý đâu. Ai vậy mới sáng sớm? Ai đến nhà người khác rồi? Ê, Tần Tiểu Bạch sao cậu lại ở đây? Ê, cô cũng đã nói đây là nhà của chị cô rồi. Thì tôi ở đây liên quan gì đến cô? Ở cái combo riêng này á, mấy tiết đáng ghét này lại cắm sừng hết tháng rồi. Hết tháng á? Đáng thương vẫn không biết gì cả. Lúc trước anh ta còn nói nếu có thể biến thành người chắc chắn sẽ lao đến bị tuyết. Hết thân mà biết có khi anh nào sẽ là thổ huyết không? Nhìn đủ chưa? Nguyễn Thanh chắc là mắt mù rồi. Sao lại đi thích cái tên háo sắc như cậu chứ? Vãi. Mình nhìn con bà riêng chắc cô ta không nghĩ là mình nhìn cơ thể của cô ta rồi đấy chứ. Lời cô nói chẳng đáng tin chút nào cả. Cô đã từng nghĩ đến cái cảm nhận của Hắc Thắng bao giờ chưa? Nếu như nó biết cô lại nuôi thêm một con mèo khác, Hắc Thắng con mèo đáng đều cán đấy. Nhắc đến đó là cái gì nữa? Có lẽ là quên mất tôi từ lâu rồi. Làm sao ngôn bằng Hắc Mao chứ? Chó liếm thì mình từng thấy, nhưng mèo liếm thì đúng là lần đầu tiên. Điểm mấu chốt là hai người này còn có thể hiện tình cảm trước mặt mình. Này, cái con mèo riêng kia tốt nhất là đừng có để tao nhìn thấy cái mạng vừa rồi lần này nữa. Hắc Mao đừng nghịch. Tôi liếm đó. Anh làm gì được tôi? Đánh tôi đi, tôi không đau. Con mẹ nó, con mèo riêng trước mặt mình là thánh giả vừa à. Lời nó vừa nói đúng là không chỉ muốn đánh, nghe chỉ muốn đánh thôi. Đã từng có một con mèo đen ngông cuồng giống y hệt mày á, mày đoán xem sau này nó như thế nào? Làm sao? Dỗ tôi à? Không phải là dỗ mày, giờ nó không còn nữa rồi. Ông tin mày hỏi đứa con gái đáng ghét này đi, chính tay cô ta tiện nó đi đó. Tôi tiếp bệnh, cậu nói ai là đứa con gái đáng ghét? Không đúng, cậu đừng có để liên tha liên thiên nha. Nãy giờ là đang nói chuyện với tôi sao? Tiểu Bạch là ai đó? Dì bé, sao dì đến đây sớm thế? Nãy giờ dì nói chuyện gì với Tiểu Bạch thế? Dì bé, sao dì đến đây sớm thế? Nãy giờ dì nói chuyện gì với Tiểu Bạch thế? Không biết chết tiệt. Dì ấn chuông cả nửa ngày rồi mà chỉ có cậu ta ra mở cửa, sao cậu ta lại đến nhà cháu? Anh ấy ở với cháu từ năm ngoái rồi, bố mẹ cháu biết đã biết chuyện này mà. Phải rồi, dì nhỏ. Tối qua dì gọi điện thoại bảo cháu là qua chỗ dì rồi cùng đi. Mà sao chị lại đến đây? Nhìn này, con mèo đen này á, có giống cái con hắc thám mà dì bị mất không? Lông đen hơn một chút, chỉ là không thông minh bằng hắc thám thôi. Với lại mắt của nó xấu hơn của hắc thám không có thần bằng. Con mèo đen này chỉ là một con mèo bình thường. So với hắc thần từng uống thuốc thay đổi thể chất thì hoàn toàn không còn một đẳng cấp. Vì nó con mèo này thực ra là vì muốn xoa dịu cảm giác mất mát sau khi hắc tháng bỏ đi. Thì hắc tháng đi lâu như vậy rồi á, nhưng dì vẫn chưa quên được. Đứa con gái đáng chết á, dám nói xấu mình trước mặt chủ nhân của mình, để lát nữa tôi xiết bầu cào nát cái mặt cô. Tiếng nó kêu nghe cũng không nhẹ nhàng á, có khi còn không bằng cả tiểu hắc sơn trang lâu lãng nữa. Diễn Thành, cháu nói đúng lắm. Thực ra ban đầu dì muốn nuôi con tiểu hắc ở Sơn Trang lơ lãng. Nó trông giống hắc thán hơn, nhưng nó không muốn đi cùng dì nên chỉ có thể nhận nuôi con mèo này.
Chả trách hai người lại là người thân với nhau, ngu ngốc y hệt nhau. Tiểu Hắc đâu chỉ giống nó, chính là Hắc Thán đó rồi. Cô ta còn nói thêm một lời nào nữa, có khi chủ nhân xinh đẹp của mình sẽ bỏ mình mà đi mất. Vốn dĩ cho rằng không bằng con mèo ngốc thì thôi đi, giờ lại mọc ra thêm Tiểu Hắc nữa. Đờ mờ, cái đứa con gái đáng ghét mèo ta không nhịn nổi nữa rồi, đều là do cô ép ta đấy. Con mèo ngu ngốc á, mày thử động vào cô ấy xem, có tin là từng cọng lông trên người mày sẽ bị nhổ sạch rồi. Ở trước mặt tao mà mắng nhiếc Yến Thanh, bây giờ còn muốn cạo rách mặt cô ấy chán sống rồi đúng không? Tôn Tiểu Bạch, cậu làm cái gì thế? Dám bắt nạt mèo của tôi sao? Nó đã làm gì có lỗi với cậu à? Tôn Tiểu Bạch, con mèo này làm sao vậy? Dì nhỏ, dì đừng có giận anh ấy. Tôn Tiểu Bạch rất có thể nghe hiểu tiếng động vật. Chắc chắn là cái con mèo này có vấn đề nên anh ấy mới như vậy. Chú gửi, sao cháu lại dám bị lừa thế? Lời bịa đặt vớ vẩn đó mà cháu cũng có thể tin được hay sao? Trời ơi, đúng là hết thuốc chữa rồi. Cái tiếng động vật cháu gái ngốc tỉnh lại đi. Đừng có bị cái bé ngồi đẹp trai của nó mà mơ hạt nữa. Bạn không một ngày nào đó cậu ta sẽ nói với cháu mình. Chính là cái con Husky nhà cháu biến thành. Ý là để lúc đó, cháu cũng sẽ tin lời cậu ta nó mất. Vậy, đứa con gái đáng ghét này chẳng lẽ biết được cái gì rồi sao? Tại sao có thể nói ra được những lời sát với những sự thật đến vậy? Dì nhỏ, dì đừng có nói thế. Tôn Tiểu Bạch hiểu tiếng động vật thật đó. Động vật của Sơn Trang lâu lãng đều nghe lời của anh ấy nói. Bảo làm gì thì làm đấy. Đến cả Tiểu Bạch nhà cô, cả ngày con chỉ cái dáng lấy anh ấy. Hơn nữa anh ấy còn chỉ huy được cả động vật ở Sơn Trang lơ lãng ra ngồi làm việc giúp đỡ Sơn Trang. Lúc buồn chán, con có thể bảo chúng biểu diễn một vài tiết mục nữa. Cậu hiểu tiếng động vật thật sao? Hiểu sơ sơ cũng không nhiều lắm. Đại khái là thế này, chúng ta chỉ đang thảo luận chút mà thôi. Ai về nó lại kích động đến thế. Ê, nấy, nếu không cho nó đi thì nó sẽ đến hai người. Cho nên tôi mới uy hiếp nó một chút. Vậy, những cái lời này có còn nhân tính không vậy? Làm gì có con mèo nào muốn là phẫu thuật triệt sản đâu chứ? Vậy, mẹ anh ta nói như vậy hồi nào? Không có, chắc chắn là không có. Anh mà nói với họ, tôi không hề nói như vậy đi. Phẫu thuật triệt sản sao? Ơi, nhưng 2 tháng cũng bởi vì bị mang đi triệt sản, nên mấy ngày sau đó mới đột ngột mà bỏ nhà rời đi. Cô Mỹ, cô đừng có do dự nữa. Cô có thấy vừa nãy nhắc đến phẫu thuật triệt sản con mèo này vui mừng đến mức nào không? Kích động đến mức run rẩy cả người. Cô cũng vô cùng hân hoan. Vui cái con khỉ đó là run rẩy vì kích động sao? Rõ ràng là bị dọa cho sợ nha. Đúng đó, dì nhỏ. Nói thẳng tiếp vật á, nói thì chắc không sai đâu. Anh ấy hiểu tiếng động vật, chắc chắn sẽ không nói sai. Đều hai đứa nói, hình như cũng có lý. Để dì suy nghĩ xem sao. Nếu như đúng như hai đứa nói thì buổi chiều Yến Thanh đi cùng dì đến bệnh viện thú cưng để đăng ký cho nó nhé. Vừa hay hôm trước có chương trình nên dì đã làm thị hội viên. Vậy chủ nhân sao lại đồng ý chứ? Mình không muốn đi. Không được, cái nhà này không thở lại nữa. Tìm cơ hội trốn đi thôi. Quá là tốt, có một đường ống tranh thủ lúc họ không chú ý. Sắp được tự do rồi. Ê, tòa nhà này rốt cuộc là cao đến mức nào? Nếu là tòa nhà cao 10 tầng thì có thể cắn răng nhảy xuống. Nhưng cao hơn 30 tầng thì nhảy xuống chỉ có nước chết. Ê, mặc dù ở lại phải triệt sản nhưng vẫn tốt hơn là mất mạng. Cỡ cả không còn cái đấy thì vẫn còn có cái ăn. Thì tính mạng vẫn quan trọng hơn. Cái gì mà gấp gáp thế? Không phải chiều mới đăng ký lịch cho mày sao? Chứ gì đã không đợi nổi rồi. Đại ca, anh có còn là con người không vậy? Sử dụng chủ nhân dẫn tôi đi triệt sản á, chuyện tán tận lương tâm như thế mà anh cũng có thể làm ra được. Tôi nghiền rủa anh độc thân cả đời.
Mày vẫn mạnh miệng vậy? Ban nãy em muốn đánh người khác, giờ lại muốn nguyền rủa tao. Đã từng nghe thấy câu mèo chết không sợ nước nóng chưa? Tôi sắp mất cái đấy rồi, còn quan tâm lời đe dọa của anh sao? Với cả mèo đen nghiền rủa sẽ rất là linh nghiệm đó. Tiểu Bạch, anh đừng có bắt nạt nó nữa, vào phòng đi. Hai người cứ nói chuyện đi, anh vào phòng dọn dẹp chút. Ừ, anh đi đi. Ngày mai là mùng 7 tháng Giêng, trung tâm mua sắm sắp khai trương rồi. Mình nên dẫn theo cái nhóm thiếu nữ nghiên khí tiếp đón khách vào trung tâm nữa. Đã báo phép là ông chủ thì giờ hối hận cũng không kịp. Tập hợp một nhóm thiếu nữ nghiên khí có chút danh tiếng, đợi sau khi đón tiếp khách cửa xong thì cho họ ra mắt công chúng luôn. Nhưng thỉnh thoảng nó cũng có thể chơi vài ván cờ phi hành. Hai người chúng ta không thù không oán, tôi thật sự không hiểu vì sao lại phải dồn tôi vào cái thế bí. Cái tên này sao nhỏ nhen thế, cùng lắm cũng chỉ là cãi nhau với hắn vài câu mà thôi. Anh không đến mức đó chứ? Anh là một con người sẽ không chấp nhận với một con mèo đâu nhỉ? Nói thật thì tao không phải là con người. Tất nhiên không phải là vì cả mày cãi nhau với tao nên tao mới bảo mày muốn đi triệt sản. Không phải người. Chẳng lẽ là một con chó, nhìn cũng đâu có giống. Hơn nữa còn không phải là vì cãi nhau. Vậy thì vì cái gì? Cái đó, nếu đã không phải là do cãi nhau thì hai chúng ta có ân oán gì? Ai, lần trước cũng có một con giống như mày á, nói đó với người con gái ngu ngốc ngồi trên cái sofa kia, sau đó bị nhốt ở trong phòng tối, cả đời này chắc sẽ không còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng nữa. Còn có một con nữa cũng giống mày, muốn động tay với cô ấy bây giờ cả một trên mộ chắc cũng cao ngang mày rồi. Vậy cái tên này bị cái gì vậy? Một tên cuồng báo vợ vợ cũng không làm đến mức đó. Đại ca, tôi biết sai rồi. Tôi mới bắt đầu cuộc đời làm mèo, còn chưa bước lên đỉnh cao của đường đời thì đã kết thúc rồi, không phải là hơi quá thảm rồi sao? Sau khi cải tạo quy chính, hãy đến sơn trang lâu lãng tìm tao, chỗ đó bị thiến thì thiến thôi, sau này vẫn có thể mọc lại. Con mèo này mặc dù kém hơn chút so với hắc thắng nhưng cũng tạm được, sau này lúc đổ tội sẽ có thêm một nhận thay, một người nhận thay. Dẫu sao cũng đâu có thể bắt một con mèo. Anh trời, anh không lừa tôi đâu chứ? Thứ này sau khi thiến rồi còn có thể mọc lại sao? Sao tôi cứ cảm thấy giống như là anh đang lừa tôi vậy? Có gặp tình cảnh giống như mày, hiện giờ cuộc sống của nó vui vẻ vô cùng. Tiện hay không thì tùy mày. Mấy tiết kia trước đây cũng là một con mèo tên là Hắc Thắng. Chưa gặp cái tình cảnh giống như mày, hiện giờ cuộc sống của mày của nó vô vui vẻ vô cùng. Giờ cũng chẳng còn có cách nào khác, phẫu thuật triệt sản chắc chắn không thoát được rồi, chỉ có thể cầu phúc thôi. Cái tên này chắc không xấu xa đến cái mức bị lừa một con mèo đâu. Tôi tin là sau này tôi sẽ đi theo anh. Mình phải đi tìm Hiển Thanh nói trước việc này, việc ngày mai mình cần lái xe Colinan đi làm việc. Ngày mai Thành Nam Thiên Hồ khởi nghiệp, anh phải đèo thiếu nữ nguyên khí đến đó. Em lái xe anh về, anh lấy xe Colinan đèo họ đến đó nha. Đi đường nhớ chú ý an toàn. Em ở đây thêm vài ngày nữa cũng sẽ đi về. Sắp gãy đến nơi rồi, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Mình lái xe cả một ngày còn chưa oán thán câu nào mà mấy con này đã kêu trời kêu đất rồi. Ê, những cơ thể của họ là người phàm, đúng là không thể làm việc lâu như vậy được. Các cô ở sảnh lớn chờ một chút, tôi đi lấy vài cái căn phòng nghỉ ngơi một đêm, ngày mai còn phải ra mắt đó. Nếu có người nói các người làm không tốt thì sẽ phạt các người chơi cái ngựa cùng ta. Ông chỗ hiện tại phòng khách sạn đã đầy, chỉ còn lại có một phòng dành riêng cho người ở lâu dài. Xem ra chỉ có thể ở tạm một đêm để bọn họ ngủ dưới đất, thả ngủ trên giường vậy. Cái kia khách sạn đã không còn nhiều phòng thừa nữa, các cô ở chung phòng với ta đi. Ông chủ, người thay cho chúng tôi đi. Hôm nay thật sự rất là mệt mỏi, ngày mai chúng tôi còn muốn làm tông binh nữa, thật sự không thể chơi cờ cái ngựa nữa. Mấy người ngu ngốc, các người đang nói linh tinh cái gì thế? Thật chỉ là muốn thấy cái dáng vẻ các cô ngủ dưới đất và sofa mà thôi.
Không có dự định đâu các cô, chơi cá ngựa cùng ta thật sự chỉ đến mỗi người ngủ một giấc. Hey, nếu như đột nhiên sau khi lên đó, ông chủ khóa cửa lại, lôi ra một bàn cờ cá ngựa thì chúng tôi phải làm sao? Nếu sáng mai, thôi bỏ đi, các người lên đó, toàn cao nhóc phòng số 888, ta đi chỗ khác. Nếu sáng mai tôi vẫn chưa đến, các người tôi gọi xe đi trung tâm thương mại thành phố Thiên Nam, thành phố Nam Thiên đi. Chị Dưỡng Nhi, có phải chồng ông chủ không vui rồi? Hình như là thế, ông chủ chính là một người tốt, chỉ là không biết cách giao tiếp với phái nữ mà thôi. Giờ này đi đâu cũng không được. Hay là biến thành hình kia, tìm đã hay một chỗ để ngủ nhỉ? Ai đó? Ai đó? Lão đại, người không phải đang ở đây đâu sao? Sao nói đêm lại chạy đến chỗ tôi thế? Đừng có nói nữa. Ở đây với người một lúc, người không để ý chứ? Không để ý, không để ý. Mau đi ngủ đi, tao mời các ngày nay rồi. Hạ thần, mau tới dậy, rồi ngồi xem có chuyện gì xảy ra. Những cái tên nhóc kia muốn tạo phản sao? Đại, đại ca, không hay rồi, có chuyện rồi. Anh mau đi xem đi, sơn trang của chúng ta mới xuất hiện mà con chó bị xe tông bị thương rồi, sắp không chịu nổi rồi. Mau đem đem qua đây tới tay xem thử đi. Ơi, mau đem giúp tôi băng gạc lại đây. Đêm tới rồi. Tỷ tỷ, chị mau nghĩ cách đó. Cứu như cậu đi, nó rất đáng thương. Tớ sẽ cứu. Tớ sẽ cứu. Nhị cậu bị thương nghiêm trọng quá, người toàn là vết thương, xương xương cũng bị gãy gần hết. Hy vọng bây giờ chính là có thể đem nhị cậu tới bệnh viện lập tức. Ơi, mau tránh ra, lão đã đến rồi. Anh tiểu cậu, mau đến cứu nhị cậu tử, cậu ta sắp không xong rồi. Lão đợi không kịp rồi, chúng ta phải báo thù cho nhị cậu tử. Trước hết, hãy nói cho ta biết cái chuyện gì, ai làm thế này? Đêm hôm qua nhị cậu tử và tiểu cậu cùng đi tuần tra, nhìn thấy 7-8 chiếc xe hơi, có một chiếc rất giống với của lão đại. Chủ xe người đầy mùi rượu bốc xuống, nhìn một lúc sau đó chuẩn bị rời đi. Nhẹ có tới nhìn thấy thì liền sủa vài tiếng. Kết quả là bọn họ trực tiếp lên xe, đạp phanh tăng tốc đâm vào nhị cậu tử. Lấy xe của ta đi lung tung thì thôi đi, còn tăng tốc đâm vào nhị cậu tử à? Đúng là không muốn sống đâu mà. May mà trước đây nhị cậu tử có dùng qua thuốc pha loãng, bệnh thuốc này hiện giờ đã được cải tiến, chắc sẽ có tác dụng. Ôi trời ơi, lão đại, uống thuốc rồi dưỡng lành vết thương, việc còn lại cứ giao cho ta. Hơi hát thang, tiểu hồ, gọi hết những người có sân trên ở đây để báo thù cho nhị cậu tử. Báo thù cho nhị cậu tử, báo thù cho nhị cậu tử. Các cậu đừng có lo lắng, tôi sẽ chăm sóc cho nhị cậu tử. Bệnh viện tôi quy sẽ đến nhanh thôi. Lão đại, có hơn 300 người đã tập hợp đầy đủ. Xuất phát. Tiểu bạch, em quay lại đây, em định đưa những cái động vật ở đây đi đâu thế? Ban đầu không định náo loạn thế này, nhưng không thích tìm thấy chiếc xe đó ở quanh đây, chỉ có thể tìm rộng ra chút nữa. Hạ thần, chia mỗi người thành 30 tổ, mỗi người dẫn một nhóm đi tìm khắp thành phố. Đã rõ lão đại. Hồi thời gian một ngày cũng đã đủ để tìm một lượt khắp thành phố rồi. Đây là tình huống gì đây? Dám động, cái đám động vật các ngươi muốn tạo phản sao? Bắt đầu đi lộn khắp thành phố rồi. Tôi phải quay lại để đăng lên mạng thôi. Thì cái đám này rất quen mắt, không phải là đội quân ở nhà của tôi Intel sao? Trời đất, đây là tình huống gì đây? Thời đã có người thống trị trái đất đã sắp kết thúc rồi sao? Động vật đã bắt đầu đứng lên. Mọi người nói thần, phát sóng đến xem đi, mượn thấy biểu cảm của cô ấy sau khi xem video này chắc chắn sẽ hấp dẫn lắm đây. Ai má ơi, dự tin trước khi phát sóng bùng nổ phải đi xem một chút chủ kênh mẹ đó. Không chỉ như thế, nhưng cái cảm giác lúc nãy tôi đã thấy cô ấy rồi. Đây có lẽ là tôi thấy những cái video này. Cổ Vương quay lại, phát hiện anh em của mình bị hại, không thể nhịn được, liền đem 100 vạn binh mã trong tay tấn công. Mới sáng sớm ai đã gửi tin nhắn rồi? Người dẫn chương trình, bây giờ có sợ hay không? Tất cả động vật trong sân trang đều đã hành động rồi. Mau đến xem, tiểu bạch nhà cô lại hố yếu rồi, không phải là mới sao? Cô hãy kiên trì một chút, đừng khóc chút nữa. Có nhiều hành động phá nhà lắm, từ từ rồi sẽ quen thôi. Cái này là bắt đầu sao? Toàn tiểu bạch nhất định sẽ nghe máy. Tôi anh Thanh gọi điện, mau tìm cho ta.
không nghe điện thoại của mình. Không được, mình phải đi tìm anh ấy. Nhà đầu, cái con bao nhiêu tuổi rồi ở đây còn ở đây lôi thôi nhích nhác thế, con làm muốn gì? Nhà đầu, con còn làm thế bố sẽ sợ, sợ sẽ mất con rợ mất. Bố mẹ con phải vợ ma đô rồi, có chút chuyện, con phải vợ một chuyến, có chuyện gì? Còn có chuyện gì nữa, nhà đầu này chắc chắn muốn cây rau cải đó, lại ngại không muốn nói với chúng tôi rồi. Vì thế mà người ta vừa mời đi, nó lại vội vàng muốn quay về, khi con gái lớn không giữ được trong nhà mà. Thì con không có thời gian giải thích với hai người, thật đó, con phải đi đây. Cái tên cậu tử Tiểu Bạch có phải điên rồi không? Không trả vợ kịp thì nó sẽ dỡ hết nhà ở Mado ra mất. Trận này náo lộn cũng đủ lớn, những động vật này có khả năng nhận thức sinh mệnh thật. Bác sĩ, nhị tôi tử giao cho ngài, cứ giao cho tôi. Phải nhanh tìm được những cái động vật đó, nếu mà đỡ lỡ sợ rằng sẽ không có chuyện gì tốt đẹp. Hát thang, sao thế? Tìm thấy rồi đại ca. Ở đâu? Đưa ta đi. Nhà để xe tầng 2 trung tâm thương mại mới mở thành Lam. Trung tâm thương mại Thiên Hòa, đúng lúc đồng đội của mấy cô gái kia cậu bờ đó, giải quyết xong ta sẽ đi kiểm tra chút. Đi thôi, chúng ta đi bây giờ. Hết thằng, đây có nhiều người, ở đây có nhiều người không phải ở Sơn Trang chúng ta đúng không? Lỡ rồi, có nhiều người tự nguyện đi theo chúng ta, giúp chúng ta tìm chiếc xe đó. Trời đó, ta còn có thể nói gì được. Xem ra trận này không giống như ta tưởng tượng, còn lớn hơn nữa. Những liên quan gì đến mình? Mình chỉ là một con hố kia, không phải đang phá nhà, chỉ là đang ở trên đường phá nhà mà thôi. Chính là chiếc xe đứng trước mặt lão đại. Yên lặng chút, lão đại đến rồi. Chiếc này á, chắc là Ferrari rồi, giờ cũng ngang với con xe kia của mình. Người kia trông có vẻ quen mắt nhỉ? Nữ nhân ngu ngốc này sao lại đây? Sau khi rời khỏi sân trang, chỉ nhìn thấy mới biết các em chạy đến đây, tụ tập ở đây đông thế này à? Thì các em là do Tần Tiểu Bạch nhờ chị. Nếu có chuyện gì xảy ra, chị phải nói với anh ấy thế nào? Tiểu Bạch, rốt cuộc em muốn làm cái gì? Đại ca, đừng có ngỡ người thế chứ, mày mẫu ra lợi đi. Cái tên này chắc chắn không biết suy nghĩ, đến lúc này rồi mà còn chờ ra mình ra lợi muốn tố cáo mình sao? Đừng có nhìn ta giữ chân cô ấy. Các người muốn phá thì phá. Hôm nay dù cho là Thiên Vương lão tử đến cũng phải phá cái chiếc xe này cho ta. Cái này chắc chắn là phá được chứ. Anh Tiểu Bạch, hay là bỏ đi, ván ván tỷ còn ở đây. Là một con chó các ngươi còn do dữ gì, lão tử không sợ các ngươi sợ cái gì chứ. Ai rút quân người đấy là chó. Ủa chứ đang là người à? Lần này chúng ta không phải là phản đồ, phá đồ, chúng ta là báo thù cho nhị cậu tử. Xem ra, cậu ta đang chịu bao nhiêu là đau đớn kìa. Nhanh lên, hãy động. Báo thù cho nhị cậu tử, báo thù cho nhị cậu tử. Ta đạp này. Các em, đừng. Tiểu Bạch, em buông chị ra. Em muốn làm gì chiếc xe kia bị phá đến lúc đó phải bồi thường đó. Chiếc xe kia hình như có vẻ rớt đất. Nếu chủ của nó tìm đến, nó không chừng còn kiện chúng ta. Nếu nhân ngu ngốc này có thể ngừng nói nhảm được không? Chỉ là một chiếc xe thôi, cẩn thận như thế làm gì? Lỡ tôi còn phá mấy tiệm lẩu, tụi tên cũng không có như cô. Tiểu Bạch, em đừng có làm lộn nữa được không? Cũng như thế này nhất định sẽ xảy ra chuyện đó. Tiểu Bạch, bảo mọi người dừng lại có được không? Đừng có làm lộn nữa, nếu không sẽ hỏi đến Sơn Trang và tất cả động vật ở Sơn Trang đó. Đại ca, đã xong còn mục tiêu tiếp theo thì sao? Được rồi, ngươi đem mọi người về Sơn Trang, việc còn lại để ta. Lão đại tự nhiên lại không có ý gì với ta, đột nhiên cảm thấy không quen lắm. Các anh em, đi thôi. Mẹ ơi, thế mà tôi lại được chứng kiến một sự kiện đặc sắc thế này, tôi phải phát cho mọi người cùng xem. Alo, Tiểu Bạch, anh đang ở đâu vậy? Video này là... Các người không dễ chọc đến đâu chứ? Có vương sẽ lừa dối họ sao? Một chiếc Ferrari, nghe nói rằng Secondhand cũng lên tới hơn 100 triệu rồi. Người đâu? Mau tới xem đại vương xuống núi. Sự việc lần này cũng quá là hiên náo rồi. Hai người kia người dường như cũng không phải là người tốt. Ferrari sao? Cả cái đất quốc cũng chỉ có hai cái. Một cái hình như là của con trai tỷ phú Vương Tiểu Thông. Cô có. Đây đều là hành vi phô trương quá mức rồi.
như muốn đánh chết người vậy. Sự việc hình như càng ngày càng lớn rồi, tôi cũng không kìm được mà mở ra. Mau 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 mau, Tiểu Bạch, lần này em làm lớn chuyện rồi. Chỉ mới không ở bên em vài ngày, em đã Ferrari, mày cũng phải tích góp từng tí một. Những cái chiếc xe này căn bản là không thể mua nổi, phải làm sao đây?